trừ. Tám trăm chín mươi bảy. Bằng. Anh em giải được chưa xem đáp án nè. Trừ 472. Thời gian nhanh nhất của bạn khi tính phép toán này là 919. Chia. Bảy trăm sáu mươi bốn. Bằng. Nghe đáp án nè các bạn. Một. Thời gian nhanh nhất của bạn khi tính phép toán này là 589 cộng 453 bằng. Nghe đáp án nè các bạn. 1042. Bạn thử tính xem cần bao nhiêu phút để tính ra nhé. 43 chia 558 bằng. Xem kết quả nè các bạn. Không. Các bạn làm phép toán này xem nhé. 779 chia 917 bằng. Xem kết quả nè các bạn. Không. Thời gian nhanh nhất của bạn khi tính phép toán này là 993 chia 553 bằng. Xem kết quả nè các bạn. Một. Xem khả năng tính toán của bạn với bài toán này nhé. 640 chia 549